Vâng, chào anh em. Lại vẫn là mình đây, Cám Lợn đây. Và như các bạn có yêu cầu thì hôm nay mình sẽ làm thêm video về chiếc Z 300, nói về những cái gì hay ho trên xe mình Ấn Độ, cũng như là cảm giác di chuyển trên chiếc xe này như thế nào trong thời gian vừa qua mình đã sử dụng nó. Thì đây, chiếc Z 3 của mình. Trước kia lúc mình mua thì màu gốc của nó là màu xanh lá cây, và bây giờ nó đã thành màu xám titan, xám bạc thì đúng hơn. Đầu tiên chiếc xe này mình mua về thì chẳng qua là vì gọi là hợp tình hợp lý, mình gặp ông anh bán xe đúng lúc mình đang cần mua thì mình mua. Thực ra mình không khoái cái màu của Kawa lắm, tức là bình xăng xanh lét, cái ốp đằng sau này xanh lét, chắn bùn trước cũng xanh luôn, và đặc biệt là hai cái vành trước sau là vành màu vàng phiên bản 2017, kiểu đặc biệt đó, golden cái thứ, mình mới không khoái màu đó. Về mình dần dần mình biến nó thành cái màu này. Đầu tiên là mình thử bằng cách đem đi dán đề can màu bạc xám, trông nó cũng khá là ok. Và dần dần rồi mình mới quyết định rằng là nhìn màu này được, mình sẽ bóc đề can và mình sơn. Thì đây, như các bạn đã thấy, bình xăng mình đã phải tháo ra khỏi xe, đánh giấy giáp, sơn lót và sơn lên màu xám như vậy. Chắn bùn trước cũng thế luôn, đầu tiên là dán đề can, sau đó thì mình sơn lại thành cái màu xám này luôn, màu sơn của Samurai, mã hay như là H749 hay là cái gì đó, mình sẽ để trên hình cho các bạn xem. Thì ở đây có cái tem ABS này, nhưng mà cái tem ABS nó phải bóc ra thì sơn nó mới đẹp. Và bây giờ mình kiếm lại cái tem ABS của SH mình dán vào đây. Đó, cũng đang ở bánh xe trước luôn, thì mình chỉ anh em mình độ những cái gì. Cái lốp zin của Z3 thì nó khá là trơn, nên là mình độ lên lốp của Michelin Pilot Street Radio. Và như cái phần dàn chân trước các bạn nhìn thấy là mình cũng độ linh tinh mấy thứ. Thứ nhất là cái dán vành nhìn cho nó lập lòe, trẻ trâu. Cái đĩa và con heo dầu thì trợ sáng thôi, bỏ đi, không nói gì, trợ sáng L6. Cái con bát heo dầu này mình làm ở gần nhà và mua thêm con heo dầu. Heo dầu này có thương hiệu là APM. Nó loanh quanh khoảng tầm 1,5 triệu ở trên website của AliExpress. Đó, đầu tiên mình độ con heo này vào, mình chạy đĩa zin ý, thì cái con heo này, cái má phanh của nó rất là rộng. Má phanh nó rất là rộng, nó ra cả ngoài của cái đĩa zin nó bé mà. Thì lúc mà lắp vào đây thì mình sợ là đi lâu ấy, cái phần bên trong nó mòn đi, phần bên ngoài nó không mòn, nó sẽ chạm vào nhau bóp anh hoa nữa, nên là mình cắt hết cái phần bên ngoài đi, mài bớt phần bên ngoài đi cho nó vừa bằng cái đĩa thôi. Thì đi một thời gian mình mua thêm cả 2-3 cặp má phanh nữa, hay trong miền Nam gọi là bố thắng á, cho mình cũng mài bớt cái phần bên ngoài đi cho nó gọn, cho nó ôm bằng cái đĩa thôi, nó không thừa. Thì sau một thời gian mình đi vẫn còn 2 cặp má phanh nguyên si mới vừa mới cắt ở nhà xong, thì mình lại quyết định là lên cái đĩa của Yamaha R1. Rất may đĩa của R1 nó lại vừa với cả cái vành của cái mâm của Z3 này, nên là mình lắp vào đây luôn. Thì cái đĩa này lại to, như bạn thấy là cái phần này này má phanh chưa ăn vào, bởi vì cái phần má phanh này mình đã mài hết đi rồi, hơi tiếc, lại phải mua lại má phanh khác. Ngay cái việc lên cái đĩa R1 này thôi, tưởng chừng là 5 cái lỗ này nó cùng vị trí với nhau, bắt mà nó dễ mà cũng khá là nhiều cản trở. Thứ nhất là mấy con ốc này nó lại không chui qua vừa cái lỗ của cái đĩa này, và mình phải khoan cho cái lỗ bắt ốc trên đĩa nó rộng ra, đó thì mới cho được con ốc này vào. Và cái đĩa này lại dày hơn so với đĩa zin của Z3, thế nên là cái phần vòng ABS và phần ốc này sẽ bị đẩy dịch ra ngoài và nó chạm vào cái phuộc. Mình phải giải quyết khá là nhiều thứ, nhất là mình phải mài bớt cái phần phuộc bên trong, phần bị chạm đi, và đệm thêm long đen vào cái mắt ABS này cho mắt ABS nó lùi ra ngoài, đó thì nó mới không bị chạm vào cái đĩa này. Nó gộp lên là cái đĩa nhìn nó khá to, khá đẹp, trông nó đầy đặn hơn đĩa zin của Z3. Tiếp theo, di chuyển lên đầu thì như video trước mình đã nói rồi là mình có độ cái đèn bi cầu. Hình như ở Việt Nam không mấy ai độ bi cầu cho Z3 lắm, khá là mặn. Kính chắn gió thì cái gió này nhiều anh em dùng rồi, nó to to, nhìn cho nó ngầu, chứ kính chắn gió cũ nó chả che được cái gì cả, nhìn nó hống hống à. Xi nhan, cái độ xi nhan này cũng Việt Nam ít người có, nó kiểu dị dị, mua bên Trung Quốc mà. Đó, bật lên thì nó sẽ có đề mi màu đỏ như vậy, và nếu có xi nhan thì nó sẽ chạy kiểu vàng vàng vàng. Rồi, tiếp theo thì ở trên đầu này mình có độ hai gương của MT03. Mình thì khá là khoái gương của MT03, bởi vì gương nó góc nhìn khá là rộng và xoay ra xoay vào được tiện, gập lại lúc nào mà cảm giác là nó chật hẹp gập lại. Cùng phanh thì của Racing Boy, và cái tay phanh này, tay phanh độ Racing Boy luôn, tăng giảm ở độ xa gần thì cho nó tiện. Hai cái bao tay này thì cũng mua bên Trung Quốc, có logo Kawasaki khá đẹp, và màu nó màu bạc bạc hợp với màu xe. Bên kia cũng vậy, bên kia tay côn của Racing Boy. Cái cùm này là cùm của Z650 này, thì có passing đây, và mình mua cùm này vì nó công tắc hazard, độ công tắc hazard ở đây luôn. Đấy, cái cùm này thì nó công tắc hazard khá là hay, bật lên bật hazard luôn tại đây. Đó, xi nhan sẽ nháy hai bên, tắt đi ở đây. Nó ngoài ra lại có như cùng gì thôi, mình lắp thêm cái này để bật tắt đèn. Tức là mình thi thoảng mình đi đâu đó leo lên vỉa hè, mình sợ là ánh đèn nó bắn vào mắt người ngồi ở quán cà phê, quán ăn gì đấy, nên mình có này rồi mình tắt đèn đi. Đó, ngoài ra có cặp điện thoại của thương hiệu GUB, gọn gọn. Và khi cái này bỏ điện thoại ra nó không bị rung, nó không bị rung rất là chắc. Bên này có phun kế,
để đo điện của bình ắc quy, cũng như là cần sạc cái gì thì sạc ở đây. Đấy, khá là hay. Nhiệt độ là không phải nhiệt độ máy, nhiệt độ môi trường. Nó có cảm biến nhiệt độ ở đằng sau. Đây là cái báo số. Báo số này thì cũng khá là mặn. Hình như là khoảng tầm 600-700 nghìn thì cái báo số này, và cái giá đỡ bên ngoài khoảng tầm 300 nghìn nữa. Để bắt vào cùng huy đông này. Báo số này nó không phải như kiểu báo số của ví dụ như FZ ngày xưa chẳng hạn. Thì lắp cái con sò báo số vào cái phần cần số. Nó sẽ hiển thị theo kiểu là đạp số nào thì nó chạm mạch ở chỗ đấy thì nó sáng đèn màu đấy. Còn cái này không, cái này gắn vào cái dây chở đằng sau. Nó gọi là dây kiểm tra lỗi. Gắn vào đấy thì sẽ đọc vòng tua, đọc tốc độ, nó hiện số ở đây. Còn cái cùng bên này vẫn zin, vẫn ngon, mình chưa thay. Ngoài ra thì mình có độ thêm một số cái nút linh tinh ở trên xe. Hai bên cánh yếm. Đó, mỗi bên thì có hai nút. Đó, nghịch ngợm tí. Và mỗi nút có một tác dụng riêng. Ví dụ như một nút mình đấu qua cầu trì ABS. Khi nào muốn làm cho ngu xuẩn kiểu đạp phanh xòe bánh thì mình có thể tắt ABS đi. Ngoài ra một số thứ linh tinh khác. Dán bình xăng cho nó đỡ xước. Khi thẳng mình có nằm mình ôm vào đây thì nó đỡ xước bình xăng. À mà đương nhiên có một cái không thể thiếu. Đó là cái này. Cái này mình nghĩ là xe to xe nặng nào cũng nên làm một cái. Đó là cái chống đổ. Chống đổ này thì bắt vào khung, đừng bắt lốc máy. Bởi vì chống đổ vào khung sẽ rất là chắc, rất là khỏe. Đổ máy, đổ xe thì cái này nó sẽ đỡ lại, nó không làm hại đến máy. Chứ còn chống đổ bắt lốc máy, đổ mạnh quá là nứt lốc máy luôn. Mình không khuyến khích anh em lắp vào lốc máy. Ở đằng sau thì cái yên xe này, vì vợ mình kêu ca khá là nhiều, bảo là con này yên ngồi vừa mỏng vừa dốc lại còn vừa cao, cáu, là mình đã đem đi độ lại. Tức là mình độ lên cho nó phẳng, để vợ mình ngồi đỡ bị chú xuống dưới và nó êm hơn một chút. Mà bây giờ vẫn kêu nhiều lắm. Kiểu là con này ngồi cao không sướng với FZ ngày xưa. Đèn hậu thì đã độ lên đèn hậu LED với hai tầng khác nhau. Đây, bật lên cho các bạn xem. Đó, ở trên sẽ là màu xanh dương và ở dưới là màu đỏ. Đạp phanh là như vậy. Đó. Cái này là xi nhan chạy đuổi giống đằng trước. Đạp phanh thì nó sáng, nó không những sáng cả đèn này, sáng thêm đèn này và sáng cả xi nhan ở bên cạnh nữa. Đó. Bật hazard sẽ như thế này. Nó sẽ sáng cả đây mình làm khá nhiều xi nhan này thì ở bên cạnh, người ta đi bên cạnh người ta vẫn sẽ nhìn thấy. Ngoài ra thì đương nhiên là mình đã bỏ cái chắn bùn cũ đi rồi, chắn bùn zin của xe, và thay vào một cái pad biển số nhỏ gọn hơn. Tại sao mình làm thế? Mình không phải là mình thích đẹp đâu, mình thích cái đuôi zin. Cái đuôi zin nó rất là đẹp. Đuôi zin rất là đẹp, nhưng mà vì cái đuôi zin của chiếc Z3 này nó khá là ngắn, nó chắn bùn không hiệu quả lắm. Đi bình thường tốc độ chậm thì được, còn nếu các bạn đi khoảng tầm 80 km/h hay 70 km/h thôi mà đường mưa ướt thì đảm bảo người ngồi sau vẫn ăn đầy bùn vào lưng. Thế là mình đã quyết định là bỏ chắn bùn nó đi và lắp cái pad biển số vào cái chắn bùn còn đây cho nó chắn bùn hiệu quả hơn. Ngoài những cái vừa xong ra, có lẽ các bạn nhìn thấy cái này là cái quái gì mà nó làm gì ở đây. Thì đây là hai cái túi Wildman. Cái túi này thì nó dành cho xe đạp, những cái xe đạp thôi. Mình mua về mình chế vào chỗ này, nhét xuống dưới, còn nó có dây đây, rất là chắc, nhét xuống dưới, giấu dưới yên và dưới góc này để đựng đồ cá nhân linh tinh. Cái túi này cũng khá là kín nước, mình có thể nhét găng tay, nhét bao cao su hoặc nhét kiểu áo mưa mỏng mỏng nhé vào đây, cũng khá là tiện, đi đâu mà mưa thì bỏ ra mặc. Và đương nhiên là có một cái bô, đi xe mô tô mà không độ bô thì nó hơi phí, đi bô zin khá là hiền. Thì cái bô này là bô Akrapovic MT10, nhiều anh em Việt Nam gọi là Akrapovic R1, thực ra nó là gọi là đây là hàng replica nhá, hàng nhái thôi, không phải hàng chính hãng, mình tiền đâu mà hàng chính hãng. Con này thì giá thị trường khoảng tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi, lại hàng cao cấp nhất, replica theo. Thì nó là Akrapovic nhái theo cái kiểu dáng của MT10, FZ10 đó. Còn R1 nó sẽ khác. R1 cái phần Oppo này nó sẽ là một miếng liền, chứ nó không có ba cái vạch này liền vào đây. Sẽ là của R1. Còn của MT10 nó sẽ là cái này. Chính xác là nhái theo MT10. Logo khắc laser ở đây khá là đẹp. Và cái nước sơn này ok. Mình xịt nước áp suất và rất là sót. Nhưng mà cảm giác nó vẫn không làm sao cả. Không may màu bay sơn này cả. Và cái miếng này là carbon thật luôn. Carbon xịn luôn. Đó, carbon thật. Và chống nóng khá là tốt. Mình biết carbon thật hay không, các bạn gõ nghe tiếng hoặc là các bạn nhìn vào cái phần viền ở giữa này, các bạn thì biết là carbon thật hay không hay là nhựa nhúng sơn. Nhìn vào đây là biết ngay. Cái bô này thì mình cũng đút tiêu âm đầy đủ rồi để nghe cho nó ấm áp thôi, chứ nó không phải phá làng phá xóm. Vẫn giữ bầu hơi zin, lắp thêm cổ nối lên đây và nhét tiêu âm ở bên trong cho nó êm ấm và gọn gàng. Và như các bạn nhìn thấy thì cái vành sau mình cũng sơn lại rồi. Vành sau mình cũng sơn lại màu đen, mình không thích màu vàng lắm. Và lốp sau là lốp 160. Ngoài ra còn có một thứ mà có lẽ các bạn không để ý. Cái này mình vừa mới độ gần đây thôi, mình khá là khoái cái này. Đó là một bộ chống trộm mà mình mua ở bên Trung Quốc. Bộ này nó khá là dị. Thế là mình thích cái tiếng của nó. Tiếng nó nghe khá là hay, nó không bị chóe như cái bộ chống trộm rẻ rẻ ở Việt Nam. Bộ này có giá khoảng tầm 25-26 đô rồi, tính ra khoảng tầm 600 nghìn tiền Việt. Nó có báo động 2 chiều, tức là các bạn bật khóa xe rồi, nếu mà ai động vào xe của bạn thì cái điều khiển nó sẽ rung và nó phát ra tiếng. Phòng khi các bạn không nhìn thấy xe của mình, không nghe tiếng của xe của mình thì cái điều khiển nó bắt được sóng, nó sẽ kêu và nó rung cái điều khiển, rất là hay.
cũng có tắt máy từ xa, cũng có khởi động không cần chìa, cũng có tìm xe vân vân mấy mây đấy, kiểu bấm vào đây đó, mình nhìn thấy không, nó nháy. Và mình có đấu được cả vào cái đèn hậu đằng sau, đèn hậu xi nhan sau luôn, bấm lên và nháy cả đèn hậu, khá là thú vị đấy, mình cho các bạn xem đó, nháy cả đèn hậu. Đó là những cái gì mình đã nghịch ở trên chiếc Z3 của mình. À mà ngoài ra thì còn cái gọi là cái xích vừa mới thay nữa, thôi cái đấy không quan trọng lắm, cái xích cũ chết mắt là thay bộ xích mới. Thì đó là chiếc Z3 của mình đã độ những cái món đó. Vậy thì cảm giác trải nghiệm thời gian vừa qua đi lâu dài thế nào? Nhất là xe này khá nặng ở trong một khúc 300 phân khối, chỉ nhẹ hơn con BN302 của Benelli thôi. BN302 của Benelli hơn 200 cân còn làm gì, còn con này trọng lượng 170 cân. Nặng hơn rất nhiều so với Đúc 390, nặng hơn một chút so với cả MT03, nặng hơn cả R3 luôn. Nói chung là nó có thể nói là nhẹ hơn con BN302, còn đâu nặng hơn khá nhiều các chiếc xe khác trong một khúc 300cc. Về cảm giác lái thì cái xe này rất là hay. Đó là máy rất êm, máy rất êm mà nó có tiếng rú đặc trưng của Gawa. Côn rất là nhẹ, bởi côn nó có slipper clutch, cũng như là số cũng rất nhẹ, số nhẹ cực, số đạp rất mượt và rất là nhẹ. Và họ có cái tính năng rất là hay trên chiếc xe này, đó là dừng xe đá số mo. Tức là kể cả khi xe bạn đang nổ máy hay đang tắt máy, mà chỉ cần biết là nó dừng xe, odo bằng không đúng không? Các bạn chỉ cần đạp hết số 1 và móc lên, kiểu gì cũng lên mo, không thể móc được lên 2. Đấy, để tránh bị móc nhầm số rất là hay, dừng xe muốn về mo chỉ đạp hết số 1, móc lên kiểu gì lên 2. À quên, kiểu gì lên mo. Đó, tức là chống để móc số lên trên số 2, khởi động bắt buộc đi số 1. Này mình thấy khá là hay. À mà xe còn vài món độ linh tinh có lẽ các bạn chưa nhìn thấy nữa, đó là còn cái lọc gió KN ở chỗ này, trong hốc này. Còn hai cái buji iridium. Mà cái đấy linh tinh, gọi là đồ là ham mòn, không nói không phải là gọi là đồ độ, gọi là đồ thay thế ham mòn bảo dưỡng thôi. Thì chiếc xe tạm thời là như vậy, mình sẽ cập nhật thêm cho anh em. Còn cái cảm giác đi như mình nói là nó có trọng tâm thấp, đi rất đầm, ôm cua rất phê, máy nó êm, số nó mềm, nó mượt, côn cũng mượt, rất là sướng. Còn cái điểm yếu ấy, điểm yếu là điều cái gì, nó nặng, nó nặng. Đấy, cái thằng cháu mà chính cái thằng đang cầm camera quay cho các bạn này làm đổ xe mình một lần. Xe mua chưa làm đổ lần nào, thằng cháu phải đi thử phát làm đổ luôn. Mày nhá, cái thằng quay phim. Đổ xe mình lần thì may là có cái chống đổ, đổ trạng thái dừng thôi, nên là không sao cả, chỉ méo chống đổ tí thôi. Còn nhược điểm gì nữa không nhỉ? Nhược điểm à? Cũng chưa nghĩ nhược điểm gì. À, nhược điểm nữa là xe này dàn nhựa nhiều hơn các xe naked khác. Tức là độ chế cái gì là phải tháo ra khá là vất vả. Tháo yếm này ra, nghịch ngợm mà cái gì là phải tháo hết yếm ra, khá là vất vả. Và nếu các bạn nào đang đi Z3 thì mình khuyên các bạn, ở đây này, nó có một cái ống cao su đệm ở đây, ống cao su để nó gọi là bảo vệ cái dây côn này. Mình nghĩ các bạn nên rạch bỏ đi, bởi trong này nó trọng, đọng nước rất nhiều trong này, và làm gì có nóc vừa đi. Mình nghĩ các bạn nên rạch ra, vứt cái ống cao su đi luôn nếu các bạn đang đi Z3. Và một phần nữa là vì mình lên cái đĩa này, mình cảm giác phanh rất là sướng. Nhược điểm con này đấy, quên, nhược điểm con này đó là phanh. 300cc 39 mã mà cái phanh trước khá cùi, phanh trước chỉ có 2 piston, chỉ 2 piston và cái đĩa khá là mỏng và nhỏ, nhỏ hơn đĩa của MT03. Thì nên là mình mua con này về gần như cái đầu tiên mình lên ngoài chống đổ, đó là cái cùng phanh này, lên cùng phanh 4 piston để phanh nó ăn hơn. Bởi vì phanh của xe mặc dù qua ABS nhưng mà cái cùng phanh nó chỉ 2 pit, mình phải bóp rất nặng, rất chặt vào mới đủ sức để dừng. Còn lên cùng phanh 4 piston này mình cảm giác chỉ cần một ngón tay cẩy nhẹ thôi là xe bắt đầu hãm lại rồi, nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Cái phanh là cái điểm yếu của xe này. Thì đó, có như vậy thôi. Và mình sẽ, trong này dù là khu dân cư văn minh yên tĩnh, nhưng mà mình sẽ thử nẹt bô tí cho nó vui. Ok, và đây là tiếng bô Akrapovic MT10, có bầu hơi và có tiêu âm. Và video hôm nay đến thế thôi, cập nhật cho các bạn biết là Z300 mình độ chế những cái gì và đi nó có cái gì hay. Và mình sẽ gặp lại anh em trong nhiều video khác, cũng như là review xe, chia sẻ kinh nghiệm về độ xe, chơi xe các thứ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Peace.